Xin chào quý vị và các bạn. Trong thời gian qua mình có đưa một số cái video về cách hướng dẫn cài đặt mạng internet. Nhưng mà tôi thấy là các bạn là cũng gọi điện rất là nhiều và cài đặt vẫn chưa biết cách cài đặt để làm sao mà vào được mạng và không kết nối được với phần YouTube. Thì hôm nay tôi sẽ có một cái video clip để hướng dẫn chi tiết các bạn và hướng dẫn các bạn cách cài đặt thủ công để những cái ứng dụng như YouTube như thế này sẽ có thể truy cập được. Như thế này là tôi chưa có mạng này. Đây. Đầu tiên là tôi đây TV của tôi chưa được kết nối mạng thì nó sẽ nói là cấu hình không thành công. Tôi đang kết nối. Thì bây giờ tôi sẽ vào đầu tiên các bạn nhấn nút home nhé, nút home trên điều khiển từ xa này để các bạn vào cài đặt mạng. Đây. Thì tôi sẽ tìm đến cái phần ngõ vào này, tôi sẽ chọn phần mạng này. Mạng thì các bạn chọn thiết lập mạng đúng không, thiết lập mạng kết nối. Rồi, thiết lập mạng kết nối thì tôi sẽ cái bước này thì tôi sẽ chọn, các bạn chọn tự động cũng được, đầu tiên các bạn chọn tự động cũng được. Đây. Sau đó là xuống dưới là các bạn chọn LAN không dây, bởi vì tôi kết nối qua mạng không dây thì tôi sẽ chọn không dây, còn không các bạn chọn mạng qua dây. Cái bước này thì các bạn đồng ý để đây bộ định tuyến không dây của bạn VPS. Đây, các bạn chọn không. Đấy thì các bạn cứ làm theo những cái bước này. Tại sao mà tôi đầu tiên tôi chọn cái mạng tự động trước khi tôi chọn mạng thủ công? Bởi vì là tôi sẽ kết nối được với lại trước khi tôi kết nối được một cái modem trước để tôi biết được là cấu hình về cái địa chỉ ID của nó như thế nào để tôi sẽ thiết lập lại thủ công. Các bạn sẽ đây, bây giờ tôi thiết lập cái modem của tôi là điện tử Thái Bình. Đây thì tôi nhận ok và tôi đó có mật khẩu vào này, mật khẩu bên đây. Bạn gõ mật khẩu vào cho tôi. Điện tử Thái Bình. Đây, khi các bạn gõ mật khẩu xong thì các bạn chọn xuống Enter. Rồi, các bạn nhấn phím sang ngang để mạng có thể kiểm tra kết nối Internet. Bạn có thể vui lòng chờ trong dây nát này. Đấy, khi mà kết nối đã thành công ấy, đây, TV của bạn đã được kết nối thành công với Internet. Bây giờ thoát cài đặt mạng thì tôi nhấn OK này. Đấy. Tại sao mà mình phải là thiết lập cái mạng thủ công này trước để bây giờ để các bạn biết được là địa chỉ ID của nó là như thế nào để các bạn là cấu hình lại thủ công. Cái hộp cấu hình lại thủ công thì nó có tác dụng gì? Thì đối với những ứng dụng như vào YouTube này, YouTube này, đấy mà không vào internet và nó báo lỗi thì các bạn cần phải cài đặt thủ công. Đây tôi vào thử này, xem là cái cài đặt mạng của tôi tự động này nó sẽ có vào được không. Các bạn chờ một chút, như thế này là YouTube là đang hoạt động ở đây, là tôi đã vào được mạng. Nhưng mà nhiều trường hợp đấy, như thế này là tôi đã kết nối mạng thành công đúng không, nhưng mà nhiều trường hợp ấy thì các bạn là cứ vào cái phần YouTube này nó sẽ bị báo lỗi là không thể vào được hoặc là
có lỗi một cái lỗi gì đấy, thì bây giờ thì các bạn sẽ như tôi sẽ thoát ra YouTube ra. Các bạn thì thường là đây hay hỏi hỏi chúng tôi là ví dụ những cái internet trình duyệt internet khác trực tiếp như thế này, còn internet này thì các bạn có thể truy cập được bình thường. Đây, sẽ mở trang đây như thế này là đang truy cập bình thường với internet bình thường rồi được, nhưng mà về cái phần YouTube thì lại không vào được. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt thủ công để khắc phục được cái hiện tượng là không vào được YouTube. Đây, bây giờ tôi sẽ bách ra này, đang khởi động cái trang web này cho nên là mình bách ra nó cũng đấy. Động hơi nâu, các bạn chờ một tí tôi sẽ hướng dẫn nốt các bạn cách cài đặt thủ công để các bạn biết được là và cài đặt được. Đây tôi sẽ back lại. Đây thì đầu tiên để các bạn đây cái bước này rất là quan trọng này, thì các bạn cũng lại di chuyển vào cái cài đặt mạng rồi các bạn nhấn OK này. Thì đầu tiên là các bạn cũng vẫn vào thiết lập mạng, thì cái bước này là các bạn sẽ xem thiết lập và trạng thái mạng để các bạn biết được cái ID, địa chỉ ID nhà mình ấy là nó đang ở trạng thái nào. Đây tôi vào xem này, xem nào. Đây thì các bạn lưu ý cho tôi này, ví dụ như cái địa chỉ ID, địa chỉ ID này đấy của tôi là 192.168.0.106 đấy. Thì các bạn lưu ý là cái mặc định gateway mặc định cái kìa là 192.168.0.1 đấy, và cái DSN chính ấy là quan trọng nhất là cái 192.168.0.1 cái kìa. Đấy, 192.168.0.1 tôi sẽ nhớ bởi vì là một cái số nhà mạng ấy, người ta cung cấp cái địa chỉ ID nó khác nhau, nhưng mặc định cái DNS chính kìa là 192.168.0.1 là các bạn cần phải nhớ, còn cái địa chỉ ID là 192.168.0.106 thì các bạn có thể là điền ví dụ như số 106 là các bạn có thể điền bao nhiêu cũng được, từ 1 đến 255 là cái cổng của nó. Thì bây giờ tôi sẽ nhớ là 192.168.0.106 và 19.2 192.168.0.1. Bây giờ tôi back lại và tôi sẽ vào cái phần thiết lập kết nối. Đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn cái về tùy chọn chứ không tôi không chọn cái tự động nữa. Đây, và lại mạng thiết lập mạng không dây. Rồi. Cái này PS nhận phím này. Rồi, tôi lại quét đi. Rồi cái bước này thì các bạn cũng di chuyển sang đi, đã kết nối này, rồi di chuyển sang. Thì cái đây các bạn quan trọng nhất là cái bước này đây là các bạn chuyển xuống cái mục cài đặt thủ công. Đây thì nó đã mặc định như thế này rồi, là thường là nếu mà cài đặt thủ công mà chưa 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 có phần mặc định như thế này. Đấy tôi vừa quét bởi vì là mặc định thì nó ra sẵn đây rồi. Thì bây giờ thì các bạn ở cái phần dưới này các bạn chỉ cần gõ cho tôi DNS phụ là các bạn gõ bốn con số 8 vào đây, thường thường là 4488 nhưng mà nhiều lúc đây. Rồi các bạn nhấn OK. Thì các bạn lưu ý cho tôi ấy, là cách đối với modem này là modem W674 42 W674, thì khi các bạn cài đặt thủ công sau đó là các bạn chuyển sang cài đặt đầu tiên là các bạn chọn cài đặt tự động, sau đó là các bạn chuyển sang cái cài đặt thủ công ấy, thì nó ra tự động nó cập nhật nó ra như này.
Thì đối với những cái tivi mà các bạn mà nó không tự động, khi mà các bạn chuyển sang cài đặt thủ công nó không ra được cài đặt như thế này, thì các bạn là phải làm theo cái bước đầu tiên là các bạn kiểm tra mạng để các bạn biết được là cái địa chỉ IP mặc định đi kìa là nó là bao nhiêu và cái địa chỉ IP của nó là bao nhiêu, để các bạn sẽ điền vào như thế này. Và đấy, rồi các bạn nhấn mũi tên sang ngang để chọn mục kế tiếp. Về cái mục này các bạn có chắc chắc chắn sử dụng này, Pro-Saver này, thì các bạn không không đồng ý, sau đó các bạn nhấn OK này, rồi các bạn nhấn sang ngang. Giá trị tối thiểu, cái này tôi vừa chọn cái gì nhỉ, không không, tôi đây tôi chọn đồng ý, các bạn chọn không đồng ý. Đấy, nếu mà các bạn chọn đồng ý thì nó sẽ ra cái cổng đây, tôi chọn không đồng ý rồi. Mạng sẽ được cấu hình theo cài đặt sau đấy, các bạn nhìn này là thủ công. Rồi, OK, tôi nhấn sang ngang, lưu kết nối, và bước này lưu kết nối là các bạn sẽ kết nối thành công rồi. OK, các bạn chờ một chút ạ. Sau khi tôi cài đặt xong, tôi sẽ vào tôi cái kiểm tra đây. Thiết lập đã hoàn thành, TV kết nối vào mạng thành công. Rồi, tôi khoát cài đặt và tôi lại vào lại mạng. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển lên cái ứng dụng này, tôi sẽ vào lại YouTube TV xem có được không. Đây, như thế này là các bạn đã kết nối thành công với YouTube đây. Thì cái video clip này hôm nay thì tôi muốn giải quyết với các bạn là các bạn dùng người dùng ấy mà đang đang quá trình sử dụng mà không vào được YouTube, thì trước mắt là các bạn sẽ phải làm những cái bước như thế. Thứ nhất thì các bạn sẽ nhấn nút home. Đây, tôi sẽ giới thiệu qua lại để các bạn có thể dễ hiểu hơn này. Các bạn nhấn nút home, sau đó là một là các bạn vào thiết lập mạng, các bạn làm mới mạng internet lên. Nếu mà vẫn không vào được, thì tốt nhất là các bạn kiểu cài đặt lại từ đầu cho tôi, thì bằng cách là các bạn chọn vào cái cài đặt hệ thống này, các bạn reset lại cấu hình xuất xưởng của tôi đây, thì các bạn chọn cái mục cài đặt tổng quan thì nó có sẽ có cấu hình xuất xưởng, sau đó các bạn nhấn OK là nó được thôi, OK để nó cài đặt. Thì trong quá trình cài đặt lại về cấu hình xuất xưởng, về mặc định của nhà xuất, thì các bạn lại vào các bạn cài đặt mạng hộ tôi, thì nó chỉ có bước cài đặt đầu tiên như vậy thôi. Đầu tiên là các bạn kết nối thiết lập mạng, sau đó là tự động cài đặt mạng. Rồi khi mà tại cài đặt tự động mạng xong mà vẫn không vào được YouTube, mà tất cả các cấu hình mạng của các bạn hoàn thành, thì các bạn bắt buộc phải cài đặt thủ công như tôi vừa rồi ấy. Bằng cách nào? Bằng cách đầu tiên các bạn chọn cài đặt tự động trước đấy, sau đó là các bạn chọn cài đặt thủ công và các bạn điền địa chỉ DNS phụ đấy, thì lúc này các bạn sẽ không còn gặp rắc rối về vấn đề là TV nhà mình không vào được YouTube đấy. Thì tôi sẽ dừng video của tôi ở đây. Thì mà video này thì như thế này là tôi đã hướng dẫn các bạn rất là chi tiết rồi đấy, thì các bạn có thể xem. Các bạn là không hiểu thì các bạn xem từ từ, các bạn xem chậm một chút cũng sẽ hiểu. Và các bạn có thể nhắn tin lại, để lại cái tin nhắn thì tôi sẽ vào tôi xem, thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn, hoặc là các bạn gọi trực tiếp trung tâm bảo hành điện tử Thái Bình, số điện thoại 0975 144 199. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Vậy tôi sẽ xin dừng cái video của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau.